Cao Minh xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhận định thế sự cùng với bình luận gia Lý Đại Quyên và Cao Minh phụ trách. Cao Minh xin trân trọng kính chào bình luận gia Lý Đại Quyên và mời ông gửi lời chào đến vị khán giả thưa ông. Chào Cao Minh, xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong phần đầu của chương trình Nhận định thế sự ngày hôm nay, chúng tôi xin bước ngay vào truyền hình chiến sự ở Ukraine. Thì kính thưa quý vị, chúng ta biết là trong những ngày vừa qua thì có sự Tổng thống Putin đã đến thăm Crimea và cái sự việc này đã lên những Tổng thống của Ukraine cũng lên tiếng phản đối về việc này. Thì kính thưa bình luận gia Lý Đại Quyên, chúng ta biết là những ngày vừa qua tình hình chiến sự ở miền đông của Ukraine vẫn còn tiếp diễn, mặc dù trước đây là chúng ta biết là có sự thỏa thuận ngưng bắn. Cái việc này tại sao nó đến ngày hôm nay vẫn còn sự tiếp diễn này thưa ông? Vâng, hầu như bây giờ cái Ukraine cái kế hoạch mà sau khi mà 6 nước nó thỏa thuận về nguyên tử với Iran, thì hầu như là Nga với Mỹ họ có dàn xếp với nhau để gọi là đem lại cái trật tự mới cho thế giới. Hầu như họ chỉ giải quyết những vấn đề của họ, nhưng mà muốn giải quyết thì giải quyết, nhưng mà thực tế nó vẫn có những xung đột, cái việc đó không thể tránh được. Thì chẳng hạn như quân nổi dậy của bên phía đông Ukraine, họ vẫn phải tự vệ, họ phải chiến đấu, họ đánh nhau như vậy. Bên này muốn cũng muốn, vì lý tưởng của người ta là muốn thống nhất cái Ukraine, người ta cũng phải làm như vậy. Thành vấn đề đặt ra là dù các cường quốc có sắp xếp với nhau thì thực tế nó vẫn là còn để chiến tranh. Nhưng mà thực tế bây giờ ở bên Ukraine là họ hầu như là Nga đã thắng được một trận, bởi vì Crimea là coi như nó coi không ai nói tới nữa. Còn phía đông Ukraine thì hiện tại có mấy cái khu vực mà gọi là tự phát tự trị đấy, có lên và Mỹ yêu cầu chính phủ Kiev cho tự rộng quyền, và hầu như là nó muốn thay đổi cái chế độ chính trị của Ukraine. Và Mỹ mà hầu như không phải là NATO, vì hiện tại Nga nó chống cái việc mà Ukraine vào NATO, và NATO là một cái lực lượng quân sự gọi là có thể là chống đối áp đảo với Nga. Nga không chịu, thành vấn đề Mỹ phải ra mặt cáng đáng, tức là viện trợ trực tiếp cho Kiev, tức là cho Ukraine, chính phủ Ukraine, tức là quân bây giờ là coi như chính phủ Ukraine bây giờ là Mỹ phải trực tiếp như hồi xưa ở miền Nam Việt Nam, Mỹ phải chịu trách nhiệm đứng ra như vậy thì Nga mới tin tưởng. Còn nếu để cho NATO, tức để cho NATO thì có nhiều đầu quá, khó nói chuyện, thành vấn hình như bây giờ người ta xếp rất như vậy. Cho nên sau cái thỏa thuận mà nguyên tử của với Iran đó, sáu cường quốc với Iran để thảo luận nguyên tử, thì hầu như là thế giới ở Tây phương nó đi vào một cái khuynh hướng mới. Tức là Iran bây giờ đó là phải chấp nhận không làm nguyên tử. Đây không là nguyên tử, không phải là một mình Iran, mà hầu như các nước có nguyên tử không được dùng nguyên tử nữa, kể cả Nga, Mỹ không được dùng nguyên tử. Và các nước có nguyên tử thì để lại trong kho chứ không được dùng nữa. Cho nên vì vậy cho nên nó tất cả các sáu cường quốc áp lực rất mạnh lên Iran, bắt buộc không có nguyên tử. Cho nên mới ký cái hiệp ước nguyên tử. Mà ký hiệp ước nguyên tử rồi thì ông đạo Khamenei ông vẫn chống Mỹ, chứ không phải ông bỏ Mỹ. Ông đi với các nước khác, ông chống Mỹ dứt khoát như vậy. Và Mỹ với Iran là cái không thể chống, dân Mỹ chống đối. Chống đối là vì anh giải tỏa cái một cấm vận, mà nó không chịu đi với anh, nó vẫn là kẻ thù. Đó. Nhưng mà trên nguyên tắc quốc tế là sáu cường quốc đã ký với nhau với Iran rồi, thì nếu mà Mỹ không, quốc hội Mỹ không chấp nhận hay nước Mỹ không chấp nhận, tức là xé bỏ một cái gọi là tương nhận quốc tế, một cái thỏa hiệp quốc tế. Cho nên vấn đề bắt buộc ông Obama bằng mọi cách phải cho cái thỏa hiệp Iran nó thành hình. Nói về vấn đề Trung Đông thì chúng ta thấy nó một cái chuyện rất là phức tạp. Đối với vấn đề nhà nước Hồi giáo trước đây, nhà nước ISIS, thì chúng ta biết là những cái hành động mang rời của họ, như là gần đây là chúng ta biết là họ đã hành quyết chặt đầu một cái người ông Isaac, ông chỉ là một cái người quản lý về những cái cổ vật. Thì những cái hành động của nhà nước Hồi giáo như vậy, và trước cái tình trạng của Iran, thì theo ông cái sự sắp xếp của các cường quốc trong những ngày sắp tới làm thế nào để họ đối đầu với nhà nước Hồi giáo? Tất cả hầu như là các nước đang từ Sunni, từ CIA, tức là từ CIA là cánh mà đi thân với Iran đó, rồi Sunni là Ả Rập Xê Út,
Và cái cánh mà gọi là Ả Rập, các nước Ả Rập như là như Ai Cập, như Jordani, thì tất cả ba phái phe đó đều chống cái lại cái vụ khủng bố vì nó quá đáng. Nghĩa là tất cả mọi người, vì ta không muốn nghĩ đến cái việc nước, các nước dân Hồi giáo, người ta không dám nghĩ đến rằng nó sẽ có tàn ác như vậy. Quá sức tàn ác, cho nên hầu như là cả ba phe nó đều muốn tiêu diệt. Mà muốn tiêu diệt thì ba phe thỏa hiệp với nhau, phải ngồi lại với nhau. Mà muốn ngồi lại với nhau thì phải giải quyết vấn đề Syria, ông Assad phải ra đi. Thì bây giờ hiện tại Liên Hợp Quốc họ có những, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc có cái quyết nghị là phải có giải quyết vấn đề như vậy. Và các cái khuynh hướng bên CIA đó, ngồi ở Liên Hợp Quốc để chấp nhận đó, để thỏa hiệp cái đó, mà không thấy mời ông Assad. Thành vấn đề là hầu như cái vấn đề của Assad là của Nga. Thành vai trò của Nga sau khi mà ký thỏa hiệp nguyên tử giữa năm 6 cường quốc với Iran, Nga có vai trò, bắt đầu có vai trò tại Trung Đông. Tức là Nga đi hẳn vào với khu vực của Iran để có về sau ảnh hưởng sang Iraq và ảnh hưởng sang Syria. Và đó là cái khu vực mà cái người CIA trực tiếp chống lại với người Sunni mà của cái nhóm Hồi giáo có hít. Và còn bên ngoài thì là các nhóm mà về Ai Cập, rồi Jordani và Do Thái. Một cái phía bây giờ Mỹ hoàn toàn ủng hộ cái đó, phe đó là hoàn toàn Mỹ bây giờ viện trợ quân sự cho Ai Cập. Đó là vấn đề chúng ta thấy rõ. Còn bên Suri, bên Ả Rập Xê Út, tức là bên Belarus, thì đi với khối Ả Rập. Cho nên bây giờ hình như là Nga đã đi sang với Ả Rập Xê Út để giải quyết vấn đề là Yemen. Thành vấn đề bây giờ Nga tự nhiên sau đó thì Nga vào, nhảy vào ngay Trung Đông, thì Mỹ trao lại cái việc mà để cho anh dàn xếp xem, vì để xem Nga giải quyết thế nào. Còn Mỹ không thể giải quyết được, vào là vướng. Bây giờ tất cả đều thỏa thuận với nhau, cả ba phe đó đều thỏa thuận phải diệt cái tội Syria Hồi giáo. Đó thôi, tất cả nguyên tắc của nó, nó phải làm sao diệt tụi đó kia. Vì tụi đó không phải là tụi mà gọi là cái người Hồi giáo bình thường họ chấp nhận. Họ không chấp nhận được vì nó giết tất cả mọi thứ, không phải là của nó giết liền. Và nó tàn bạo đến độ mà tất cả cái giá trị văn hóa của người Ả Rập, người Trung Đông, nó bị tiêu diệt, nó phá hết. Nó vào nhóm quá khích. Và bây giờ hiện tại cái nhóm đó bây giờ làm sao triệt hạ tất cả những nguồn kinh tế của nó. Thành vấn đề bên bên Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ không phải ở trong ba cái nhóm kia. Thổ Nhĩ Kỳ là của Âu Châu, của NATO. Thành nhà Mỹ phải vào đó để mà chặn, lỡ ra nó bung cái chỗ này nó sang bên thấy anh Ai Cập, cái Thổ Nhĩ Kỳ bắt buộc phải đưa Mỹ vào đó để ngăn chặn có sự bên kia họ càn quét cái tụi khủng bố Ả Rập khủng bố Syria thì nó sợ nó tràn sang bên Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng anh Thổ Nhĩ Kỳ anh chơi cũng chơi nó cá. Nghĩa là Mỹ vào đó thì anh bắt đầu đánh nhờ cất. Anh dừng cất. Cho nên vấn đề đặt ra nó vẫn còn những cái xung đột nội bộ quá sức. Không có thể ai giải quyết được. Bây giờ anh Putin nhận cái đó để vào đó. Thì anh để anh làm nó đi. Thì nó phải giảm bớt cái tình hình của thế giới. Thế giới Tây Phương coi như là ổn thỏa. Bây giờ như Pháp cũng muốn vào Ả Rập Xê Út vì cái kho dầu lửa. Mà hiện tại dầu lửa thì Mỹ bây giờ tự khai thác dầu lửa đủ khả năng rồi, khỏi cần phải đến Trung Đông. Thành chính vậy Mỹ phải buông rất nhiều thứ, cho nên dân Mỹ cứ thế chống tổng thống. Tại sao ông yếu quá, tại sao ông can thiệp, tại ông dứt khoát? Bởi vì dứt khoát sao được, ông không thể sao dứt khoát khối Ả Rập hết.
Thưa quý vị, cái vấn đề Trung Đông chúng ta thấy là nói hoài cũng không bao giờ hết chuyện, bao nhiêu cái vấn đề mâu thuẫn ở trên đó. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình, và xin mời quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi phần 2 của chương trình Nhận định thế sự trong tuần này.